bởi bí ẩn ly kỳ và thú vị về lưỡi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Kính Lúp TV. Như chúng ta đã biết, lưỡi là một trong những bộ phận rất quan trọng trên cơ thể. Chúng ta có thể ăn uống hay là nói chuyện đều là nhờ lưỡi đấy. Quen thuộc là như vậy, nhưng các bạn có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta vô tình cắn phải lưỡi? Thực hư về những người làm được đủ hình dạng từ lưỡi có được gì độc lạ? Hay bí ẩn về những loài động vật sở hữu chiếc lưỡi dài ngoằng và bắt mồi từ lưỡi siêu đỉnh bất ngờ ra sao đây? Vừa qua, Kính Lúp TV đã nhận được rất nhiều yêu cầu từ các bạn khán giả mong muốn tìm hiểu nhiều hơn những bí ẩn liên quan đến bộ phận đặc biệt này, nên trong video ngày hôm nay hãy cùng Kính Lúp TV tìm hiểu và giải mã các bạn nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng giải đáp một thắc mắc: chuyện gì sẽ xảy ra sau khi cắn vào lưỡi? Ở đây có bạn nào đã tự cắn vào lưỡi hay chưa thì comment chia sẻ ngay cái cảm giác lúc đó cho mọi người cùng biết nhá. Nhưng mà có một sự thật phải công nhận là trong các bộ phận trên cơ thể thì lưỡi là một thứ rất gì và này nọ, với vô vàn những chức năng quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Đặc biệt, dù phải hoạt động hết công suất mọi lúc mọi nơi nhưng lưỡi gần như không bao giờ biết mệt mỏi. Chả vậy mà nó được lọt top những cơ quan bền bỉ và linh hoạt bậc nhất trong cơ thể con người. Không những thế, lưỡi còn là bộ phận hồi phục nhanh nhất trên cơ thể của chúng ta, vì nếu như bạn có một vết xước nhỏ hoặc chảy máu thì chỉ cần ít nhất 2 đến 3 ngày là lớp da mới sẽ lành lặn hẳn. Còn trong trường hợp chúng ta vô tình cắn nhầm vào lưỡi thì sao? Dù trong khoảnh khắc ngay sau đó là rất đau và rát, nhưng mà nhanh thôi, chỉ sau vài phút là bạn sẽ quên luôn cái chuyện đã xảy ra và chẳng còn thấy đau đớn gì hết. Bởi đó là nhờ vào tuyến nước bọt và các mô bao phủ trên lưỡi, chúng giúp cho mô lưỡi được phục hồi cực nhanh. Và tùy vào độ tuổi của mỗi người mà lưỡi sẽ có độ dài ngắn khác nhau. Nhưng tuy nhiên trên thế giới lại xuất hiện những người sở hữu những chiếc lưỡi cực dài luôn. Thực hư ra sao? Hãy cùng Kính Lúp khám phá ngay phần tiếp theo nhé! Thứ hai, những người có lưỡi dài nhất trên thế giới. Đầu tiên chính là cái tên vàng trong làng lưỡi dài nhất trên thế giới, Nick Stober, đến từ California của Mỹ, với chiều dài ấn tượng lên tới 10,1cm tính từ đầu lưỡi đến giữa môi trên khi khép nó lại. Nhờ đó mà vào năm 2012, người đàn ông đến từ Mỹ đã thành công ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness Thế giới. Đặc biệt, với chiếc lưỡi siêu đặc biệt của mình mà Nick còn có thể chạm lưỡi lên mũi, thậm chí là ngoáy mũi bằng lưỡi và vẽ tranh bằng lưỡi nữa đấy. Ghê chưa, ghê chưa? Ấn tượng không kém thì chính là người phụ nữ có lưỡi dài nhất trên thế giới, Chanel Tapper, với chiều dài lưỡi đáng kinh ngạc lên tới 9,75cm. Được biết, Chanel bắt đầu nhận ra lưỡi của mình dài hơn mức trung bình từ năm 8 tuổi, khi mà được chụp ảnh vào dịp Halloween. Đến năm 13 tuổi, Chanel đã chính thức nổi tiếng sau một đoạn video về chiếc lưỡi của cô được upload trên YouTube. Tuy nhiên, kỳ lạ nhất thì phải kể đến chiếc lưỡi đã dài lại còn to chà bá của người đàn ông đến từ Trung Quốc, Wang Juping. Theo tìm hiểu, người đàn ông gần 40 tuổi này từ khi sinh ra đã bị mắc chứng sưng lưỡi, và đến năm 13 tuổi thì lưỡi của anh Wang đã to đến mức không thể ngậm miệng được lại bình thường. Và hiện tại thì chiếc lưỡi bất thường của anh đã dài tới 25cm, rộng 10cm và dày 7cm, khiến cho anh không thể ăn uống bình thường được mà còn gây biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng nữa đấy. Eo ôi, đúng là cái gì quá thì cũng không tốt các bạn ạ. Dù vậy thì không thể phủ nhận những khả năng mà lưỡi mang lại khiến chúng ta đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhất là những người có khả năng kỳ lạ từ lưỡi sau đây. Thứ ba, những người có khả năng kỳ lạ từ lưỡi. Nổi bật bật trong danh sách lần này chính là Xiao Xin, một cậu bé 13 tuổi người Trung Quốc, có khả năng giữ được rất nhiều đồ vật bằng chiếc lưỡi chẻ đôi giống như rắn của mình. Theo đó, ngay từ khi sinh ra, Xiao Xin đã có chiếc lưỡi chẻ thành hai nhánh như là lưỡi rắn vậy. Nhưng chính với chiếc lưỡi kỳ lạ của mình mà cậu bé có thể sử dụng nó như một công cụ để nâng và giữ được rất nhiều vật như là tờ giấy hay là bông tăm. Quả là một chiếc lưỡi hết sức đặc biệt phải không nào? Tương tự thì ở Việt Nam cũng có một cô bé còn biết gấp hạc, sâu kim bằng lưỡi siêu đỉnh luôn. Đó không ai khác chính là Trần Thị Thúy An. Cô gái bị liệt toàn thân hơn 30 năm vì căn bệnh hở khớp xương ở Cần Thơ, khiến cho cuộc đời của cô gắn với chiếc giường đặt giữa nhà, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người thân hỗ trợ. Tưởng như sự bế tắc sẽ theo bám Thúy An suốt cuộc đời. Thế nhưng vào năm 2001, bà Tươi, mẹ của Thúy An, bỗng nhiên phát hiện ra khả năng của con là gấp hạc giấy, ngôi sao, sỏ kim khâu hay sâu những chuỗi hạt cườm bằng lưỡi rất thuần thục. Bất ngờ hơn là dù thường xuyên ngậm kim và những hạt cườm nhỏ xíu trong miệng, nhưng An chưa bao giờ để mình bị thương hay nuốt hạt. Khó khăn duy nhất là nếu nằm quá lâu một tư thế, An sẽ bị tê người hoặc khó thở, nên luôn cần người thân ở bên túc trực. Dù vậy thì đây vẫn là một tấm gương tàn nhưng không phế, đầy nghị lực và rất đáng để học tập phải không nào?
Ngoài những trường hợp đặc biệt kể trên, thì chiếc lưỡi của con người còn rất thần kỳ khi có thể tạo ra hình hoa lưỡi với ba cánh, cuộn lưỡi lại thành hình ống hay gấp lưỡi thành cuộn đơn theo hình dọc. Tuy nhiên, trên thế giới chỉ có 1% nhân loại làm được điều này thôi, có thể kể tới như là anh chàng Daniel Harry Potter hay là cô bé Lê Hồng Bảo Châu, ngụ tại phường Long Thành Trung, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Còn các bạn thì sao? Bạn có sở hữu kỹ năng đặc biệt nào từ lưỡi hay không? Thì nhớ chia sẻ ngay cho mọi người cùng biết nha. Và đó là những chiếc lưỡi kỳ lạ của con người. Thế còn ở trong thế giới động vật thì sao nhở? Liệu có điều gì bất ngờ hay không? Hãy cùng khám phá ngay phần tiếp theo nhé. Thứ tư, những sinh vật sở hữu những chiếc lưỡi kỳ lạ. Các bạn thân mến, nếu như đối với con người, lưỡi là một cơ quan cảm giác giúp con người cảm nhận được thức ăn, giao tiếp hay thi thoảng là làm một số trò vui vui khiến ai cũng phải trầm trồ, thì trong thế giới động vật, lưỡi còn quan trọng hơn rất nhiều khi nó còn được sử dụng để bắt mồi, tạo ra âm thanh hay là giao tiếp. Và hơn thế nữa, điển hình như chiếc lưỡi nổi tiếng của loài ếch, khi mà nó không chỉ dài lại còn rất khỏe vì có thể kéo được những vật nặng gấp 1,4 lần trọng lượng cơ thể của loài này. Theo đó, chiếc lưỡi linh hoạt của loài ếch dài bằng 1/3 chiều dài cơ thể của chúng, nổi bật là vũ khí săn mồi cực kỳ lợi hại với khả năng tiết nước bọt cực dũng, nâng vật nặng và phóng nhanh như đạn bắn luôn. Thế nhưng, tuyệt chiêu, thè lưỡi bắt mồi nhanh không kịp nhìn thấy thì cứ phải gọi tên tắc kè hoa. Ngoài sở hữu skill đổi màu cực chất thì chúng còn sở hữu quả lưỡi rất đáng nể vì có thể phóng xa, bắt mồi bằng gấp 2 lần chiều dài của cơ thể của chúng. Hơn nữa, lưỡi của tắc kè còn có thể đạt vận tốc 100 km/h chỉ sau 1/100 giây. Và một khi chúng đã ra đòn tấn công hay con mồi rơi vào tầm ngắm thì khả năng thoát chết là bằng không. Ấn tượng không kém thì chính là chiếc lưỡi siêu dài của loài gấu ăn kiến Tamanor với chiều dài là 150 cm, nhưng có chiếc lưỡi tới 60 cm luôn. Điều kỳ diệu là chiếc lưỡi này được bao bọc bởi những chiếc gai cực nhỏ nghiêng về phía sau và được bôi trơn bởi một chất nhầy tựa như keo dán, có thể phóng vào tổ mối và rụt lại tới 150 lần/phút để bắt tới 30.000 con mối mỗi ngày. Tiếp đó thì chính là lưỡi của hươu cao cổ, khi nó có thể rụt lại rồi phóng thêm 40 cm để vươn tới những ngọn cây cao hoặc luồn qua những chiếc gai nhọn của cây acacia để cướp những chiếc lá non. Ngoài ra, lưỡi của chúng còn có thể dễ dàng chuyển thành màu tím hay màu đen để chống chọi với ánh nắng của mặt trời gay gắt ở châu Phi trước khi lưỡi được thè ra. Bất ngờ hơn nữa thì chính là sinh vật tuy nhỏ bé nhưng lại sở hữu chiếc lưỡi thuộc top dài nhất thế giới. Đó chính là loài rơi kỳ lạ Anora fistulata. Được biết, loài rơi có miệng hình ống chuyên hút mật hoa này là loài sở hữu chiếc lưỡi dài nhất so với kích thước lưỡi của bất kỳ loài động vật có vú nào trên hành tinh, với chiều dài lưỡi lên tới 8,5 cm, tức là gấp tới 1,5 chiều dài cơ thể của chúng. Đặc biệt không hề kém cạnh thì chú chó Mochimo Rickers, 8 tuổi, đến từ Sioux Falls thuộc Nam Dakota, Mỹ, cũng đã được sách kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là chú chó có lưỡi dài nhất thế giới khi sở hữu chiếc lưỡi tới 18,58 cm. Thế nhưng, để mà nói về cái tên vàng trong làng lưỡi kỳ lạ thì rắn mới là cái tên được chú ý hơn. Và các bạn có thắc mắc là tại sao loài rắn lại có chiếc lưỡi chẻ đôi như thế hay không? Đã vậy, cái lưỡi kinh dị đó còn phun ra chất nọc độc rất nguy hiểm, khiến cho người và các loài động vật phải điêu đứng, thậm chí là chết nếu như không cấp cứu kịp thời. Và đặc biệt, chức năng chính của chiếc lưỡi của nó còn có thể đánh mồi được kẻ thù hay con mồi đang lởn vởn xung quanh, giúp chúng có thể tóm gọn được con mồi dễ dàng hơn đấy. Thiệt tình chứ nhìn cái lưỡi thè ra thò vào của nó mà thấy sợ hết cả người luôn. Có bạn nào đã từng tận mắt nhìn thấy loài rắn hay chưa thì nhớ comment chia sẻ cho mọi người biết nhé. Và tiếp theo là thắc mắc chung của rất nhiều bạn luôn đấy. Thứ năm, tại sao nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo? Át hẳn câu nói lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, miệng không vành méo mó tứ phương ngày nay đã quá quen thuộc trong cuộc sống của chúng ta. Đây là một câu thành ngữ chỉ những người thiếu trung thực, điêu toa, lật lọng, tương tự như trong câu chuyện lưỡi và mồm sau đây. Chuyện về cái lưỡi và cái mồm sinh ra cùng một ngày nên chúng hay đỡ lời cho nhau nhưng cũng hay đổ lỗi cho nhau mỗi khi bị con người quở trách. Một hôm, biết có một học giả nọ có khách đến nhà chơi, cái mồm mới nhanh nhảu gợi ý món lưỡi luộc tiếp khách. Tuy nhiên, đến khi khách thắc mắc là tại sao có mỗi một món lưỡi này thì cái mồm lại nhờ cái lưỡi đích thân trả lời. Nó lên tiếng rằng, thưa ông, không có gì ngon lành hơn món lưỡi. Lưỡi là chìa khóa của sự hiểu biết. Nhờ có lưỡi mà ông có thể thuyết giáo được mọi điều hay lẽ phải. Lưỡi tô vẽ lên cái đẹp, biến cái không thành có, cái xấu thành tốt. Món lưỡi giúp cho tình bạn hai ông thêm bền chặt. Lưỡi thật muôn năm,
vậy thì chẳng có gì hơn cái lưỡi cả. Nghe vậy, vị khách hài lòng nên không hỏi gì thêm. Tuy nhiên, bình yên chưa được bao lâu thì vị học giả và vị khách có điều xích mích. Nhưng thiết nghĩ, việc bạn tiếp đãi mình bằng món lưỡi lợn ngày nào, vị khách bèn mời học giả kia đến nhà chơi. Người nhà nọ cũng không quên mua lưỡi lợn để thiết học giả, tỏ ý thân tình. Vào bữa, người nhà mới thổ lộ, hôm nay tôi lại tiếp ông toàn bằng lưỡi lợn, một thứ ngon nhất trên đời. Ông thấy thế nào? Lúc đó, cái mồm lại mái cái lưỡi, đứng ra liến láu. Thưa ông, lưỡi là thứ dở nhất trên đời. Nó là đầu mối của sự chia rẽ, nó là biểu hiện của sự sai lầm, là đặt điều vu khống. Cũng do cái lưỡi mà sinh ra bất hòa. Lúc ấy, cả hai người đều đồng thanh thốt lên. Đồ lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Và cái câu thành ngữ này cũng từ đó mà sinh ra đấy. Và qua đó thì chúng ta có thể thấy rằng miệng lưỡi thế gian là thứ thật sự rất nguy hiểm. Bạn khó có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Vì vậy, hãy cứ sống chân thành, thật thà, lương thiện. Thì dù ai nói gì đi chăng nữa, hãy cứ bỏ ngoài tai. Bên cạnh đó, hãy cẩn trọng với những lời nói của chính mình. Hãy luôn nói những lời hay, ý đẹp. Chớ nên nói những lời xấu, những lời ác ý, kẻo rước họa vào thân nha. Và tiếp theo, hãy cùng đến với những con quái vật lưỡi dài đáng sợ nhất trong truyền thuyết. Thứ 6, những yêu quái lưỡi dài trong truyền thuyết. Nếu là fan của các truyền thuyết rùng rợn Nhật Bản, bạn sẽ không còn xa lạ gì với con yêu quái Mao Karakasha, là loài yêu quái do cây dù có nan tre cũ kỹ biến hóa thành. Chúng có hình dáng kỳ quái của một con mắt trên thân dù, lưỡi dài ngoằng và một chiếc chân nhỏ bé chính là thân dù biến thành. Tuy nhiên, khác với hầu hết con yêu quái đáng sợ khác thì Karakasha là loài yêu quái lành tính, không giết hại con người mà chỉ thích trêu đùa cùng họ. Nhất là trong lúc trời tối thì Mao Karakasha lại rất thích hiện nguyên hình, nhảy nhót trong nhà và thè lưỡi đỏ ra để hù dọa mọi người. Bên cạnh đó, chúng cũng đặc biệt thích bay lượn quanh trong nhà vào những ngày mưa tầm tã, vì vốn dĩ chúng là những cây dù che mưa mà. Eo ôi, đêm hôm mà gặp phải cái lũ ma này thì chắc là hú hồn chi mén luôn các bạn ạ. Đáng sợ không kém thì chính là quỷ lưỡi Akanami, nổi bật với cái lưỡi dài ngoằng. Sở thích duy nhất của nó là mò đến những nơi bẩn thỉu, dùng chiếc lưỡi của mình để liếm sạch các chất bẩn, rác rưởi và chất thải trong nhà xí như là một nguồn thức ăn của nó. Và cũng giống như Mao thì loài yêu quái này cũng không có gì nguy hiểm. Hình tượng của nó ra đời chỉ là muốn nhắc nhở mọi người Nhật Bản hãy giữ cho nơi tắm rửa vệ sinh của nhà mình luôn sạch sẽ nếu như không muốn sinh vật nhấp nháp ghê tởm này xuất hiện trong nhà mà thôi. Cuối cùng là những hành vi xâm hại trắng trợn quyền lãnh thổ từ Trung Quốc mà bất cứ con dân Việt Nam nào cũng cần cảnh giác. Thứ 7, đường lưỡi bò và âm mưu đáng sợ từ Trung Quốc. Có thể không dưới một lần các bạn đã từng nghe tới cụm từ đường lưỡi bò. Theo tìm hiểu, đường lưỡi bò hay còn gọi là đường chín đoạn là một đoạn đường đứt khúc ban đầu có 9 đoạn bao quanh các quần đảo Đông Sa, Hoàng Sa, Trường Sa, bãi ngầm Trung Sa và có điểm giới hạn phía nam là vĩ tuyến 40. Điều đáng nói là đường lưỡi bò này xuất phát từ biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc trong vịnh Bắc Bộ, chạy xuống phía nam và bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mà các bạn biết rồi đấy, trong khi Trung Quốc không có bất cứ bằng chứng nào chứng minh việc nước này xác lập chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, thì Việt Nam đã có đầy đủ bằng chứng chứng minh Việt Nam đã quản lý hiệu quả hai quần đảo này từ thời kỳ phong kiến. Ấy vậy mà Trung Quốc bao đời nay vẫn ngang nhiên nhận vơ chủ quyền. Không những thế, trong giai đoạn năm 2019-2020, Trung Quốc còn liên tục đe dọa, quấy rối và ép tàu thuyền của Việt Nam không được đánh bắt ở chính vùng đảo thuộc đất nước mình. Họ còn ngang nhiên tuyên truyền giáo dục các thế hệ học sinh sinh viên rằng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc mới chơi chẽn chứ. Và đây được coi là một hành vi xâm phạm nghiêm trọng quyền lãnh thổ đã và đang bị cả thế giới lên án. Do đó, hơn lúc nào hết, chúng ta cần tẩy chay đường lưỡi bò và cũng đừng quên comment Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam để lên án hành vi sai trái từ Trung Quốc nhé. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu và khám phá được rất nhiều những bí ẩn ly kỳ, thú vị và không kém phần bất ngờ liên quan đến lưỡi, một trong những bộ phận quen thuộc và quan trọng nhất trên cơ thể của con người và những loài động vật. Các bạn cảm thấy bất ngờ với sự thật nào nhất kể trên thì hãy để lại comment, chia sẻ và bày tỏ quan điểm suy nghĩ của các bạn cho mình biết nhé. Nếu yêu thích video thì hãy dành tặng cho Kính Lúc TV một like, đồng thời đăng ký kênh để luôn là người đầu tiên theo dõi những video hay và mới nhất từ Kính Lúc mỗi ngày. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.